Mời mọi người lại xem mấy cái giò lan của nhà mình này. Mình sưu tầm được một số loại lan, vừa là lan ngọc Ừ, điểm nghinh ghê chưa xuân đấy. ấy. Đây mọi người thấy này, Mời được hoa không hết. cái châu đỏ này nó nở từ hôm Tết đến giờ này, bây giờ nó tan, bắt đầu tan rồi, nó gần 1 tháng. Còn cây này thì mới nở được mấy ngày đây thế này. Năm nay thời tiết cũng được thuận lợi như thế nào, nó nở muộn, cành trắng 1 tháng rồi mọi người này, 25 Tết nở này. Cây này cũng nở được khá lâu rồi này. Như vậy là được xem, được ngắm lan quanh năm mọi người, không phải quanh năm nhưng mà dịp Tết rồi ra Tết này. Như vậy là ở nhà nghỉ ngơi á, thì ngắm lan nó vui, trồng lan và chăm sóc cho nó vui thật. Mấy năm trước á, bận công tác cho nên không chăm được, bây giờ ở nhà chăm thấy nó vui. Sáng sớm tối bật đèn lên xem lan nó cũng rất là thích, cũng hay, nó vui đấy. Trồng lan đam mê, cũng là một đam mê. Người thì đam mê việc này, người đam mê việc khác, người đam mê cây, người đam mê chim, người đam mê là tranh, người đam mê đi câu, người đam mê thì rất là nhiều loại đam mê.